ngày 8 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Văn Ngọc, sinh năm 1980, ngụ quận Gò Vấp, và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2000, ngụ quận Bình Tân, về tội buôn lậu. Công an cũng quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh năm 2004, ngụ quận Bình Tân, là vợ của bị can Tuấn, có vai trò là đồng phạm. Qua điều tra, công an xác định Tuấn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 600 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max với giá gần 20 tỷ đồng từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không. Tuấn và đồng phạm móc nối với Ngọc là nhân viên kỹ thuật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, Ngọc nhận tổng cộng hơn 500 triệu đồng để giúp sức cho hoạt động buôn lậu của Tuấn và đồng phạm.